Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Bài trích phúc âm theo Thánh Mátthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài sản của ông. Ông trao cho người này 5 nén bạc, người kia 2 nén, người khác nữa 1 nén, tùy theo khả năng mỗi người. Đoạn ông ra đi. Người lãnh 5 nén bạc đi, ra đi và dùng tiền ấy buôn bán làm lời được 5 nén khác. Cũng vậy, người lãnh 2 nén cũng làm lời được 2 nén khác. Còn người lãnh 1 nén thì đi đào lỗ chôn giấu tiền của chủ mình. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ trở về và đòi họ tính sổ. Vậy người lãnh 5 nén bạc đến, mang theo 5 nén khác mà nói rằng: Thưa ông đã trao cho tôi 5 nén bạc. Đây, tôi làm lời được 5 nén khác. Ông chủ bảo người ấy rằng: Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn. Ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi. Người đã lãnh 2 nén bạc cũng đến và nói: Thưa ông đã trao cho tôi 2 nén bạc. Đây tôi đã làm lời được 2 nén khác. Ông chủ bảo người ấy rằng: Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn. Ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi. Còn người lãnh 1 nén bạc đến và nói: Thưa ông, tôi biết ông là người keo kiệt, gặt chỗ không gieo, thu nơi không phát, nên tôi khiếp sợ đi chôn giấu 1 nén bạc của ông dưới đất. Đây của ông, xin trả lại ông. Ông chủ trả lời người ấy rằng: Hỡi đầy tớ hư thân và biến nhát, ngươi đã biết ta gặt chỗ không gieo, thu nơi không phát, vậy lẽ ra ngươi phải giao bạc của ta cho người đổi tiền, và khi ta trở về, ta sẽ thu cả vốn lẫn lời. Bởi thế, các ngươi hãy lấy 1 nén bạc lại mà trao cho người có 10 nén. Vì người có sẽ cho thêm và được dư dật. Còn kẻ chẳng có thì vật gì coi như của nó cũng lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng, các ngươi hãy ném nó ra ngoài vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa ông bà, cô bác và anh chị em, với những người quản lý tiền bạc, ai cũng nắm biết một nguyên tắc căn bản, đó là đồng tiền sẽ dần mất giá trị theo thời gian do ảnh hưởng của lạm phát. Vì 1 triệu đồng của năm nay sẽ không còn là 1 triệu đồng của năm sau nếu như chúng ta cứ để nó nằm yên một chỗ. Cho nên đối với những người quản lý thì người ta sẽ dùng đồng tiền này đầu tư vào trong những việc gì đó, chẳng hạn như để kinh doanh, hoặc ít ra người ta sẽ bỏ nó vào ngân hàng để tự cho nó sinh lợi. Từ thực tế của việc quản lý tiền trong cuộc sống, Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn về những 1 nén bạc được trao cho những người quản lý khác nhau, với mong đợi là họ biết cách quản lý để cho những đồng bạc được sinh lợi. Qua dụ ngôn đó, Chúa cũng mời gọi tất cả mọi người chúng ta cũng biết quản lý
những nén bạc là những ân ban của Chúa cho mỗi người, để làm sao chúng ta sinh lợi cho cả phần cuộc sống tự nhiên và siêu nhiên. Nếu không, chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm về tất cả những gì mà chúng ta đã lãnh nhận trước mặt Chúa trong ngày sau hết. Dụ ngôn nói với chúng ta, có một người kia sắp đi xa liền gọi các đầy tớ đến mà trao phó tài sản của ông. Ông trao cho người này 5 nén bạc, người kia 2 nén, người khác nữa 1 nén, tùy theo khả năng của mỗi người, rồi ông ra đi. Sau một thời gian dài, ông ra đi và ông trở lại. Người lãnh 5 nén đem đến trình cho ông đã làm lời 5 nén khác. Và người lãnh 2 nén cũng đến như vậy và trình với ông chủ: ông, anh đã làm lời được 2 nén khác. Chỉ duy có một người thứ ba, người lãnh 1 nén. Anh ta đem đồng bạc của ông chủ đi chôn giấu vì biếng nhác, cũng như có những cái suy nghĩ tiêu cực không đúng về lòng quảng đại của ông chủ mình. Thưa ông bà, anh chị em, dụ ngôn cho chúng ta ghi nhận: thứ nhất, đó là ông chủ trao số lượng nén bạc khác nhau tùy theo khả năng của mỗi người. Đồng thời, số nén bạc sinh lời cũng khác nhau, như trường hợp của người thứ nhất và người thứ hai, nghĩa là làm lợi tối đa dựa trên những nén bạc mà mình đang có. Ông chủ không đòi hỏi cái người thứ hai phải làm lợi giống như người thứ nhất, nghĩa là từ 2 nén bạc để làm lợi lên 5 nén bạc, mà ông chỉ mong đợi làm lợi theo những gì mà mình đang có. Cũng vậy, nếu như người thứ ba lãnh 1 nén bạc, anh ta chịu khó để làm việc, thì ông chủ cũng chỉ mong đợi người thứ ba này làm lợi 1 nén khác mà thôi. Do đó, có nghĩa là, điều đó có nghĩa là mỗi người chúng ta được Chúa ban cho những nén bạc là những khả năng, những tài năng riêng của mỗi người. Chúng ta được lãnh nhận nhiều hay ít là tùy vào khả năng của mỗi người chúng ta có. Người lãnh nhận được nhiều thì có trách nhiệm phải làm lợi nhiều hơn. Người lãnh nhận ít thì có trách nhiệm làm lợi theo những khả năng mà mình đang có mà thôi. Chúa không bắt chúng ta phải làm hơn những khả năng mà chúng ta đang có, nhưng Chúa không chấp nhận những người lười biếng không làm gì để sinh lợi cho phần thiêng liêng của mình, hoặc làm gì để sinh lợi cho gia đình của mình, cho những người khác, hoặc cho giáo hội và cho xã hội. Cho nên, nếu như là một nhà lãnh đạo thì phải làm việc hết khả năng và lương tâm của một nhà lãnh đạo. Nếu là một giáo viên, một bác sĩ, một người nông dân hay công nhân, hay ít là chỉ là một người nội trợ thôi, thì chúng ta cũng làm hết những khả năng của mình. Và vai trò cũng như bổn phận của mọi người đều có giá trị ngang nhau trước mặt Chúa, nếu như người đó đã làm hết những khả năng và sự cố gắng của mình. Bên cạnh đó, mỗi người chúng ta lãnh nhận những nén bạc khác nhau tùy theo khả năng của mỗi người. Do đó, chúng ta không so đo khi chúng ta được lãnh nhận nhiều hay ít những nén bạc. Người lãnh nhận nhiều thì không tự tôn, tự mãn, nhưng ý thức trách nhiệm của mình nhiều hơn. Người lãnh nhận ít thì cũng không so bì, không tự ti mặc cảm, nhưng hãy tạ ơn Chúa
vì trách nhiệm mà mình phải chu toàn, phù hợp với những khả năng và những khả năng và bổn phận hiện tại của mình. Và sau cùng, thưa ông bà, anh chị em, mỗi người chúng ta ý thức rằng tất cả những khả năng, những tài năng mà chúng ta đang có, đó là do ơn Chúa ban cho chúng ta quản lý, để chúng ta sử dụng và làm lợi cho phần tự nhiên và siêu nhiên trong cuộc sống của chúng ta, và để chúng ta phục vụ lẫn nhau. Không phải điều tự nhiên mà chúng ta có, và chúng ta có thể sử dụng một cách tùy tiện theo ý riêng của mình, giống như là người thứ ba trong dụ ngôn. Và điều này Thánh Phêrô cũng đã từng dạy: ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng lấy mà phục vụ kẻ khác. Như vậy anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Có như thế, khi ông chủ trở về, nghĩa là đến ngày sau cùng chúng ta ra trước mặt Chúa, chúng ta cũng sẽ được vui mừng vì chúng ta được nghe Chúa Giêsu nói: khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi và trung tín, hãy vào hưởng niềm vui của chủ anh. Chúng ta cầu xin cho mỗi người chúng ta biết đón nhận những nén bạc là những ơn ban của Thiên Chúa với lòng biết ơn. Và chúng ta cũng cầu nguyện để cho chúng ta biết sử dụng những ơn ban đó, mỗi ngày xin ơn ích cho chúng ta và cho mọi người. Amen.